chào quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Hôm nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 10, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Họp ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Bí thư tỉnh ủy làm việc với ban thường vụ huyện ủy Nông Sơn về công tác sắp xếp đơn vị hành chính và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Dấu ấn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Nam. Chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết, trưởng ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chủ trì phiên họp thứ nhất chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Nam 24 tháng 3 1975 24 tháng 3 2025 và 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 28 tháng 3 1930 28 tháng 3 2025. Dự họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành. Tại phiên họp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, báo cáo dự kiến sẽ có 8 hoạt động chính được tổ chức trong dịp này, gồm tổ chức đoàn công tác của tỉnh viếng hương các nghĩa trang liệt sĩ, thăm tặng quà một số mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách tại tỉnh Thanh Hóa, thành phố Hải Phòng và các đồng chí nguyên bí thư tỉnh ủy hoặc thân nhân từ năm 1930 đến nay. Lễ dân hương tưởng niệm, lễ kỷ niệm, lễ diễu binh, diễu hành, đồng diễn nghệ thuật, diễu hành xe hoa, tổ chức triển lãm trưng bày về các thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam sau 50 năm giải phóng, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa chào mừng lễ và nhiều hoạt động khác diễn ra từ tỉnh đến cơ sở như phát động và hỗ trợ tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động tọa đàm văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đến từng thôn khối phố, tổ chức tuyên truyền, thi tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hóa Quảng Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất các nội dung lớn sẽ được tổ chức trong dịp lễ trọng thể này. Sau phiên họp này sẽ có thông báo phân công nhiệm vụ với kế hoạch cụ thể, rõ việc để triển khai thực hiện. Bí thư tỉnh ủy đặc biệt lưu ý đến việc xây dựng đề cương tuyên truyền các sự kiện này một cách cụ thể, chủ trì họp báo giới thiệu thông tin từng hoạt động đến công chúng, các cơ quan báo chí địa phương mở được tuyên truyền sâu rộng về thành quả 50 năm sau ngày giải phóng. Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng một số hoạt động cần xã hội hóa, cũng như kế hoạch tài chính để đảm bảo cho việc tổ chức xuyên suốt các hoạt động trong sự kiện lớn này. Thưa quý vị, sáng nay đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Huyện ủy Nông Sơn về công tác sắp xếp đơn vị hành chính và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. Liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, Huyện ủy Nông Sơn cho biết đến nay đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án sắp nhập huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn để thành lập huyện Quế Sơn. Huyện Nông Sơn đã hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh theo quy định. Nhìn chung, tư tưởng của cán bộ và nhân dân đều rất đồng thuận, ủng hộ chủ trương sắp nhập huyện. Tuy nhiên, sau sáp nhập còn nhiều vấn đề phải tập trung giải quyết như công tác sắp xếp cán bộ, hỗ trợ người dân trong thủ tục hành chính như thay đổi giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cần có cơ chế đặc thù để tiếp tục hoàn thiện các công trình đang thi công dang dở trên địa bàn huyện, tránh tình trạng lãng phí trong việc sử dụng tài sản, trụ sở các cơ quan hành chính của huyện Nông Sơn sau sáp nhập. Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, mục đích của việc sáp nhập là làm tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả hơn, người dân được hưởng lợi nhiều hơn, đời sống vật chất tinh thần ngày càng phát triển hơn. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn tiếp tục ra soát lại công tác sáp nhập. Theo đó, phải thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về các thay đổi sau khi sáp nhập. Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, bên cạnh công tác sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Nông Sơn tiếp tục tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung triển khai hiệu quả kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thực hiện tốt công tác chính sách và an sinh xã hội.
Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao tặng số tiền 120 triệu đồng ủng hộ huyện Nông Sơn trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và đoàn công tác cũng đi khảo sát thực tế một số dự án tiềm năng, các cơ sở sản xuất trầm hương trên địa bàn huyện Nông Sơn. Thưa quý vị, sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Dũng chủ trì cuộc họp giao ban với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, trường chính trị tỉnh, báo Quảng Nam để đánh giá công tác quý 3 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4 2024. Trong quý 3, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, trường chính trị tỉnh và báo Quảng Nam đã tích cực chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình đề ra. Các cơ quan tham mưu đã làm tốt các nội dung phục vụ các hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hội nghị định kỳ của tỉnh ủy, phục vụ các phiên họp của tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự đại hội 23, tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 23, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, thực hiện tốt công tác quy hoạch gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn thành việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại thông báo số 581 ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học gắn với xây dựng đề án trường chính trị chuẩn đạt nhiều kết quả khả quan, chất lượng nội dung thông tin trên báo Quảng Nam ngày càng đáp ứng nhu cầu của người đọc, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, nhất là những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Dũng đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan tham mưu thực hiện trong quý 3. Trong quý 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực tiểu ban văn kiện, tập trung tham mưu chuẩn bị nội dung nhân sự, nhất là bố trí sắp xếp nhân sự, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 23, tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã đề ra, tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phản ánh kịp thời toàn diện đầy đủ đúng bản chất sự việc để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương định hướng lớn của tỉnh trên các lĩnh vực, những vấn đề nóng, phức tạp được dư luận quan tâm. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo một số nội dung liên quan về giải pháp kiểm soát nguồn nước sông Quảng Huế, Phu Gia, Cửa Đại và chống ngập lụt cho thành phố Tam Kỳ. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan và các sở ngành liên quan. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam báo cáo nhanh về các dự án sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án sông Quảng Huế. Hiện nay, tình hình sạt lở bờ sông Quảng Huế diễn ra nghiêm trọng. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đang nghiên cứu giải pháp công trình điều tiết nguồn nước cho sông Phu Gia Thu Bồn qua sông Quảng Huế. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cũng đang nghiên cứu dự án xây dựng công trình chống xâm nhập mặn, hạn hán, sạt lở bờ sông Thu Bồn và phụ cận. Đặc biệt, dự án phát triển tích hợp Quảng Nam gồm các hợp phần, nạo vét sông Trường Giang, xây dựng 6 cây cầu qua sông và chống ngập, thoát lũ cho thành phố Tam Kỳ. Tại buổi làm việc, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trình bày các phương án tăng cường khả năng thoát lũ, giảm rủi ro ngập lụt cho thành phố thông qua các tổ hợp công trình. Nội dung chính của dự án tập trung nạo vét chỉnh trang sông Trường Giang kết hợp một hạng mục kênh thoát từ hồ sông Đầm qua sông Trường Giang. Sáng nay, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn về kiểm soát tài sản, thu nhập và xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, các công ty cổ phần có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh và cán bộ phụ trách công tác kiểm soát tài sản, thu nhập. Hội nghị nêu lên tầm quan trọng của công tác kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Đây luôn được xác định là biện pháp quan trọng để ngăn ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng thông qua việc theo dõi những biến động về tài sản thu nhập và việc giải trình của người có nghĩa vụ kê khai, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến các nội dung, quy định về tổ chức việc kê khai, quản lý ban kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị, quy định về xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị, hướng dẫn chi tiết cách thức kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 130-2020-NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.
Ngoài ra, báo cáo viên cũng đã dành thời gian để thảo luận, giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác kiểm soát tài sản thu nhập. Thông qua hội nghị nhằm trang bị hướng dẫn những nội dung cơ bản về công tác kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị, nắm vững mục tiêu, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với công tác này, tạo điều kiện học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nghiệp vụ và kỹ năng tác nghiệp để đáp ứng yêu cầu công tác kê khai và kiểm soát tài sản thu nhập. Sáng nay, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí để đạt xã nông thôn mới nâng cao. Xã Tiên Cảnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại quyết định số 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kết quả, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới từ khi đạt chuẩn nông thôn mới gần 77 tỷ đồng, trong đó huy động đóng góp của cộng đồng dân cư gần 16,5 tỷ đồng. Đến nay, xã Tiên Cảnh đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Bộ mặt nông thôn của xã tiếp tục có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 56 triệu đồng mỗi người một năm, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 2,37%. Hôm qua, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Trung do ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty dẫn đầu, đã làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam về giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Nam luôn đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổng sản lượng điện giai đoạn 2021-2024 tăng trưởng bình quân 8,5% một năm. Các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện cải thiện rõ rệt. 4 năm qua, công ty quản lý đầu tư 1.093 tỷ đồng xây dựng mới và nâng cấp lưới điện. Riêng lưới điện 110 kV, tổng công ty triển khai 18 dự án với tổng vốn trên 2.000 tỷ đồng, trong đó ưu tiên các dự án cho khu vực miền núi, vùng đồng bằng và khu công nghiệp. Dự kiến năm 2024 và 2025 hoàn thành 9 dự án. Như vậy, Quảng Nam là địa phương được ngành điện quan tâm đầu tư vốn rất lớn cho phát triển và nâng cấp lưới điện. Ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung, đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Điện lực Quảng Nam thời gian qua đã tích cực góp phần cùng Tổng công ty vượt qua khó khăn. Công ty với đà phát triển lợi thế đang có, thời gian tới tiếp tục phát huy sự đoàn kết, tính chủ động để thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung cũng đã tổ chức tuyên dương đội xung kích và các cá nhân của Công ty Điện lực Quảng Nam đã tham gia hỗ trợ khắc phục sự cố lưới điện do bão số 3 gây ra tại tỉnh Quảng Ninh. Bão số 3 Yagi hồi đầu tháng 9 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng lưới điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, làm mất điện trên diện rộng. Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Nam đã cử đội xung kích với 44 kỹ sư và công nhân qua hơn 8 ngày đêm có mặt tại tỉnh Quảng Ninh, đã dốc sức hoàn thành khối lượng lớn công việc khắc phục sự cố lưới điện tại thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên, góp phần tích cực cùng toàn ngành điện, nhanh chóng cấp điện lại để người dân, doanh nghiệp và địa phương vùng tâm bão khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống sinh hoạt và khôi phục sản xuất kinh doanh. Ông Ngô Tấn Tư, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã tặng giấy khen cho tập thể và 10 cá nhân xuất sắc của đội xung kích Công ty Điện lực Quảng Nam. Ông Nguyễn Hữu Khánh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam cũng đã tặng giấy khen cho tất cả 44 thành viên của đội xung kích. Chiều nay tại thành phố Tam Kỳ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn luật thi đấu và hướng dẫn kỹ năng tập luyện môn Pickleball năm 2024. Trong thời gian gần đây, Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng, phong trào tập luyện và thi đấu môn Pickleball được mọi người quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu, tập luyện, tham gia thi đấu các giải phong trào khu vực, toàn quốc, quốc tế. Pickleball là môn thể thao kết hợp giữa 3 môn, quần vợt, bóng bàn, cầu lông và đã phát triển rộng rãi hơn 40 quốc gia trên thế giới, nhất là tại khu vực châu Âu, châu Mỹ và một số quốc gia tại châu Á. Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, tập luyện, thi đấu môn Pickleball trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian 2 ngày, ngày 4 và ngày 5 tháng 10, hơn 100 học viên được hướng dẫn các nội dung như giới thiệu những kiến thức cơ bản về môn pickleball, trang thiết bị trong tập luyện và thi đấu pickleball, giới thiệu các kỹ thuật cơ bản trong môn pickleball, hướng dẫn tập luyện kỹ thuật tạt bóng, đập bóng. Bên cạnh lý thuyết, các học viên được thực hành trên sân pickleball. Cuối khóa, các học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 10 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố pháp lệnh quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 đã quy định lấy ngày 4 tháng 10 hàng năm là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp các ngành quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong đó không thể không kể đến những đóng góp của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong công tác này. Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 1961-2024 và 23 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 2001-2024, chúng tôi có phóng sự sau, mời quý vị cùng theo dõi. Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 60 vụ cháy làm một người chết. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 12 vụ cháy, giảm 3 người chết và giảm 1 người bị thương. Tổng thiệt hại về tài sản do các vụ cháy gây ra ước tính khoảng 16,7 tỷ đồng và 12 hectare rừng, tập trung ở một số địa phương như Thăng Bình, Điện Bàn, Núi Thành, Hội An. Theo đó, 9 tháng qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã xuất 98 lượt xe chữa cháy, xe chuyên dùng, cùng 618 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tổ chức chữa cháy đối với 36 vụ, bảo vệ được hàng trăm mét vuông nhà, công trình và chống cháy lan sang các khu vực xung quanh. Cũng trong 9 tháng, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trực tiếp tham gia cứu nạn cứu hộ đối với 9 vụ sự cố tai nạn, tìm được 10 thi thể nạn nhân và đưa một người bị nạn mắc kẹt trong phương tiện giao thông ra ngoài. Tiếp nhận thông tin báo cháy từ người dân, thì chúng tôi đã xuất xe, nhanh chóng xuất xe đến hiện trường và đã triển khai đội hình, có cái đội hình 4 lăng bia để triển khai các mũi len để nhanh chóng dập tắt đám cháy và chống cháy lan, đồng thời triển khai đội hình tìm kiếm người, trinh sát để tìm kiếm người vào bên trong để là khẩn trương để dập tắt hoàn toàn đám cháy. Xuất phát từ nguyên tắc mọi hoạt động phòng cháy chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ. Trong những năm qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ luôn coi vận động quần chúng phòng cháy chữa cháy là biện pháp chiến lược cơ bản, làm nền tảng cho các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, Phòng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng cháy chữa cháy, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và phòng ngừa tai nạn đuối nước cho học sinh, nhân dân, được 45 lượt với gần 8.000 người tham gia. Bên cạnh đó, tổ chức các đợt hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ rộng rãi cho nhân dân và học sinh với 5.700 người tham gia, diễn tập phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp, các khu dân cư, tổ chức, trao tặng hơn 700 bình cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cử các tổ công tác trực tiếp đến các chợ, trung tâm thương mại, hộ gia đình sản xuất kinh doanh để tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền xây dựng phong trào nhằm xây dựng những cái trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho người dân để đảm bảo trong công tác sinh hoạt hàng ngày để duy trì cái điều kiện an toàn phòng cháy cháy. Và cũng đây là một cái chỉ tiêu và chúng tôi cố gắng xây dựng cái lực lượng bốn tại chỗ, đó là lực lượng trong dân, hậu cần trong dân, phương tiện trong dân và chỉ huy trong dân, để làm sao cái lực lượng này phát huy tốt nhất trong thời gian đấy để kịp thời xử lý dập tắt đám cháy ngay từ lúc mới phát sinh. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ toàn tỉnh luôn dũng cảm mưu trí, sáng tạo, không ngại hy sinh gian khổ, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nhân dân những lúc xảy ra cháy, nổ và sự cố, tai nạn. Sự có mặt kịp thời của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân,
góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung trong tình hình mới. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ như thường lệ là bản tin dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm từ 82 đến 98%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 25 độ, độ ẩm từ 78 đến 96%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 26 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Brau nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ, độ ẩm từ 88 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm từ 85 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Trà My nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm từ 85 đến 98%, gió nhẹ.